Kính thưa sư, mong sư hoan hỷ giải đáp thắc mắc sau đây. Với cùng một việc thiện, cùng một quy mô định lượng, do cùng một người làm trong những trường hợp khác nhau, liệu tổng phước phần tạo ra trong mỗi trường hợp là như nhau không? Ví dụ như trong hai trường hợp sau, người này làm phước mà không cầu, không nguyện, không hồi hướng. Thứ hai, người này khấn nguyện hoặc tác ý hồi hướng, việc làm này cho một hoặc nhiều cá thể khác hoặc chủ thể đối tượng khác. Xin thưa với quý vị, trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nhắc đến những điều kiện bố thí của bậc chân nhân. Ví dụ như là bố thí không phải là vật quan bỏ, bố thí tận tay, bố thí mà không xem thường người khác, rồi vân vân. Và trong đó có một chi phần đó, là bố thí mà có mục đích, không phải bố thí không có mục đích. Tức là việc làm của mình á, nhằm cái gì? Là mình bố thí là hướng đến sự giải thoát giác ngộ, hay là sự bố thí nó chơi chơi không có mục đích? Thì sự bố thí có mục đích là bố thí của bậc chân nhân. Còn ngoài ra bên cạnh đó đó, thì mình còn có thể có bố thí với mục đích thương tưởng chúng sanh khác, hồi hướng phước báo đến chúng sanh khác, chia sẻ phước báo đến chúng sanh khác, thì nó cũng là có mục đích. Và nó còn có thêm một cái phước nữa là phước hồi hướng. Nhớ, trong 10 phước nghiệp sự có cái phước là hồi hướng phước. Cho nên đối với người mà bố thí mà không có mục đích á, thì họ không có được chi pháp bố thí của bậc chân nhân, và họ cũng thiếu luôn cái phước hồi hướng. Chính vì lẽ đó, sư vẫn khuyên sau khi mà chúng ta làm phước bố thí cúng dường thì chúng ta nên phát nguyện và hồi hướng. Nhớ, cái nguyện ở đây vốn dĩ nó không hề xấu, mà tại vì chúng ta hiểu sai cho nên chúng ta nghĩ rằng nó xấu. Nhớ giùm, Bồ Tát làm tất cả các thiện sự mà không nhằm mục đích giải thoát, là không nhằm mục đích chứng đắc đạo quả, thì làm sao ngài chứng đắc đạo quả? Tất cả các thiện pháp đều phải có mục đích thì nó đi đến cái mục đích mình mong mỏi. Đó là sư nói của những bậc trí ha. Còn những người không phải bậc trí thì thôi, họ muốn làm cái gì đó thì họ làm. Không biết Đại Đức Thầy Tường có chia sẻ thêm về vấn này này hay không? Đại đức kính thưa quý vị, cái việc mà người này làm phước mà không cầu nguyện á, không nguyện và không hồi hướng á, và một người có khấn nguyện có tế hồi hướng, nó quyết định rất là quan trọng thưa quý vị, rất là quan trọng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong vi diệu pháp thưa quý vị, một cái người mà làm cái tâm đại thiện á, tâm thiện á, mà ly trí á, có nghĩa là không có trí á, với một cái tâm mà hợp trí tuệ á, phải nói thẳng nha, khác một trời một vực thưa quý vị. Cái người mà làm các thiện nghiệp mà với tâm hợp trí, tức là có tin vào nghiệp quả của nghiệp, có tin đời này và đời sau, có niềm tin vào tam bảo, và có phát nguyện chấm dứt khổ u và thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Có nghĩa là vượt qua cái người có trí thưa vậy, là nó những yếu tố nó cao thượng như vậy. Có nghĩa là khi mà quý vị làm việc thiện á, mà có trí á, nó kéo theo nhiều cái thiện nghiệp khác đi kèm lắm. Thường thường quý vị làm có trí á, thậm chí là có cái yếu tố tâm từ tâm bi nó đi kèm nữa. Rồi yếu tố thậm chí là yếu tố vô lượng phần thưa vị, đó là từ bi xả có đủ đó. Rồi cái điều quan trọng nhất là quý vị làm phước mà có trí á, thì
cái cơ hội hoàn thiện ba lần mặt quý vị nó có. Tại vì cái điều kiện mà hoàn thiện các phẩm chất mà hoàn hảo, cao thượng để từ hiệp thế thành xuất thế, có nghĩa là từ thế gian mà vượt xuất thế gian, thưa vị, nó không còn bị chi phối với sinh tử nữa đó, nó rất là quan trọng. Một người mà lý trí, thưa vị, một người mà làm một cái việc thiện mà không có hợp trí tuệ đó, giống như là trong trường hợp này nói là người làm phước này mà không cầu nguyện hồi hướng đó, nó rất là nguy hiểm, thưa vị. Nguy hiểm sao? Tại vì làm một cái việc thiện mà đơn thuần, thí dụ cầu sinh mạnh đó, nó cầu sinh nha, thí dụ cầu sinh, ví dụ mà thường kiến đi, thì gọi là tạm gọi thường kiến đi, thì may mắn á, gọi là may mắn, thì quý vị làm thiện nghiệp á thì nhiều á, nhưng mà không có hợp chí, thì may mắn thì cũng cũng làm nhiều thì cũng sanh về cõi trời, các cõi trời rồi đó. Nhưng mà nó gì nó mới ghê nè, nếu quý vị mà cũng làm việc thiện nhưng mà có pha cái tà kiến nặng giống á, sẽ gọi tà kiến cố định đó. Đó, thậm chí cái việc thiện đó, nó cái việc thiện vì làm á suốt nhiều năm nhiều tháng nó cũng chả được mang lợi ích được nhiêu, mà thậm chí là đôi khi là bị đọa, thưa vị, bị đọa nữa, mà cái vấn đề sinh tử quý vị là nó không có điểm dừng nữa. Tại vì nếu mà làm phước mà lý trí nó dẫn theo, nghĩa là cái việc thiện là thiện, nhưng mà sau đó, vị hiểu không, có nghĩa là sau đó, sau trạng thái tâm đó là nó tà kiến, có nghĩa là nó trước trước khi đó là tà kiến. Tại vì khi mà làm thiện nghiệp, quý vị biết đó là nó tâm tư, yếu tố là tâm tư đó, nghĩa là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đó. Mà trước khi làm, quý vị là khởi lên cái tà kiến, làm như vậy được, để làm như vậy nè, để được thế này thế kia, để được cũng như là được thần linh che chở đó, kiểu gì đó, không, hay là cầu sinh tài lộc cái kiểu này nọ đó. Rồi bên cho nên là cái việc quý vị làm là rõ ràng nó lý trí, thưa vị, cho nên là cái việc mà làm lý trí nó rất là nguy hiểm, thưa vị, rất nguy hiểm. Không, hên lắm thì gọi hên lắm, thường kiến thì sanh về được các cõi trời. Không, còn xui nhất á, trường hợp mà xui nhất nha, làm lý trí đụng dù dù nó thiện thiệt, nhưng mà nó là giống như là gọi là thiện mà chả bất thiện đó, thiện chả bất thiện, hay là bất thiện chả thiện đó, nhưng mà chung quy nó là bất thiện nhiều hơn, thì cái cơ hội mà quý vị sót sinh tử luân hồi nó không không nghĩa là nó không xác định được. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư muốn nhấn mạnh một lần nữa là một cái người mà làm phước mà không có cầu nguyện, không có hướng, không biết cái gì hết trơn á, là chỉ làm, chỉ biết là làm thôi, không, đó là làm với cái tâm lý trí, thì cái lợi thì nó không được bao nhiêu, mà chỉ thấy là cái hại thì nó nhiều. Cho nên so với một cái người mà làm, họ có cái tâm hợp trí tuệ, tức là có tin đồng nghiệp quả của nghiệp, tin đời này đời sau, tin vào tam bảo, tin vào sự giác ngộ của bậc toàn giác, và có cái nguyện thoát khỏi sinh tử luân hồi đó, thì cái đó mới là, đó là bài pháp mà cao thượng và là tối thượng, thưa vị. Cho nên mình phải lưu tâm hai vấn đề này nha, hai vấn đề này rất là quan trọng. Quý vị bố thí giữa có hợp chí và không có hợp chí, nó quan trọng như thế nào, nó khác nhau, nói chung là nó khác nhau một trời một vực, thưa vị. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Hồi nhỏ hoặc còn xưa hồi nhỏ xíu thì sư họ học được hai bài học, một bài học là còn hồi cấp 1 thôi, một bài học học hồi cấp 3. Bài học mà học hồi cấp 1 có nghĩa là mới có 6-7 tuổi á, là đã phải học rồi, là khi mà nghe cái người ta nói chuyện á, người ta không hỏi mình thì đừng có nói leo. Rồi cái thứ hai á, là học hồi cấp 3 đó là có nhiều khi á, mình trả lời mà trả lời chớp quớt á, ông thầy ổng không có trả, ổng không có nhắc gì tới mình, giống như là ổng làm lơ vậy đó. Mình cứ nghĩ là người ta không quan tâm, nhưng thực tế là đôi khi mình trả lời chớp quớt à. Thì trong cái phần mà comment á, thì có cái anh không biết là cái bạn chết tay đó nói cái gì đâu mà bố thí hồi hướng là không phải tâm từ hay tâm gì, mục đích hồi hướng là phá ngã phá chấp.
vốn dĩ bạn này không biết cái phá ngã là cái gì, mà bạn đó cũng không biết cái bản chất của tâm là cái gì ấy. Mà thấy cứ cứ thấy mọi người nói rồi thì cứ nhảy vào nó leo rồi cứ phát biểu tùm lum tùm la. Cho nên á, là sư thì sư cũng không có cản quý vị bình luận, nhưng mà chúng ta bình luận làm sao á mà để thể hiện á, mình là cái người có hiểu biết. Chứ còn nói ngoài, cái kiểu ngoài đời á, nói thì nó hơi nặng, đó là không nói á, không nói thì sợ người ta tưởng là mình dốt, chứ còn mình nói là người ta biết mình dốt thiệt thì nó kỳ lắm. Cho nên là cái này như như sư thì sư cũng không cần xóa đâu. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.